ta thấy vị văn quan mặc thường phục của quan thời Lê, mặc bổ phục tức là đội mũ ô sa, áo bào cổ tròn, đính bổ tử hay còn gọi là hung bối, thắt đai và chân đi hia, tay trái cầm đai, tay phải cầm quạt. Do mặc áo bào đỏ và bổ tử là tiên hạt, loại dành riêng cho quan văn, có thể đoán định phẩm cấp của vị văn quan này là quan nhất phẩm hoặc nhị phẩm của triều Lê Trung Hưng.